Quý khán giả thân mến, thời điểm này tỉnh Long An đã bước vào đợt 2 của kế hoạch tiêm chủng vaccine COVID-19 cho toàn dân. Một trong những điều mà quý khán giả quan tâm hiện nay là tìm hiểu về các loại vaccine, thời gian tiêm mũi 1, mũi 2 và các phản ứng phụ sau khi tiêm chủng vaccine COVID-19. Và trong chương trình hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ chuyển đến quý vị thông tin cụ thể về loại vaccine mà quý khán giả đang rất quan tâm, đó là vaccine Verocell. Thưa quý vị, dù dịch bệnh COVID-19 đã từng bước được kiểm soát, nhưng vẫn còn những diễn biến phức tạp và khó lường. Trong điều kiện dịch bệnh như hiện nay, chúng tôi đã kết nối máy từ phim trường đến nơi làm việc của bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Hữu Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Long An để thực hiện chương trình này. Xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình. Thưa bác sĩ, vaccine Verocell của Sinopharm là một trong 6 loại vaccine đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng ở Việt Nam. Vậy xin bác sĩ có thể chia sẻ thêm những thông tin về loại vaccine này được không ạ? Vaccine Verocell là một vaccine bất hoạt của hãng Sinopharm Trung Quốc sản xuất. Thì vaccine này là để sản xuất để phòng bệnh virus SARS-CoV-2 gây ra. Thì sau khi mà virus bị bất hoạt á, thì được tiêm vào người, cơ thể người, thì từ đó cơ thể người mới kích thích cái hệ thống kháng thể, sản xuất ra kháng thể để mà chống lại cái virus SARS-CoV-2 khi mà xâm nhập vào cơ thể. Thưa bác sĩ, như chúng ta đã biết thì khi được phép lưu hành và sử dụng tại Việt Nam thì vaccine phải trải qua các bước nghiêm ngặt và tuân thủ các quy định bắt buộc trong quá trình kiểm định. Và việc kiểm định của Việt Nam cũng phải tuân theo hướng dẫn của WHO. Các dữ liệu về chất lượng an toàn, hiệu quả cũng như là được đánh giá bởi các chuyên gia độc lập và các nhóm của WHO. Và vaccine Verocell đã được Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá như thế nào khi kiểm định? Xin bác sĩ thông tin cùng quý khán giả. Cái vaccine Verocell này là của hãng Sinopharm, thì là một trong 6 loại cái vaccine đã được Tổ chức Y tế Thế giới cấp phép sử dụng khẩn cấp trong cái đại dịch của toàn cầu. Thì khi mà đánh giá một cái lò vaccine nào đó thì WHO đều đảm bảo cái hai cái tiêu chí. Thứ nhất là cái tiêu chí về an toàn sức khỏe của người được tiêm. Thứ hai nữa là cái tỷ lệ bảo vệ khi mà được tiêm, tức là bảo vệ bệnh được tiêm phải từ là 50% trở lên. Thì như vậy thì Tổ chức Y tế mới đồng ý cấp phép cho một cái lò vaccine để mà lưu hành ở toàn cầu. Tại Việt Nam chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta muốn sản xuất vaccine hoặc là khi chúng ta nhập vaccine về thì viện kiểm nghiệm vaccine của Trung ương đều phải là kiểm nghiệm trên cái cơ thể có nó phù hợp với người Việt Nam chúng ta hay không mới cho lưu hành ở trên toàn quốc. Và như vậy là người dân của chúng ta đã có thể yên tâm với loại vaccine này phải không thưa bác sĩ? Và bởi vì vaccine đã được kiểm định theo hướng dẫn của WHO, có lẽ một điều mà người dân đang quan tâm là việc sử dụng vaccine Verocell hiện nay như thế nào. Xin bác sĩ có thể đưa ra một số thông tin. Cái vaccine Verocell này là được cung cấp tới hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đang sử dụng. Với cái liều vaccine là trên 800 triệu liều trên toàn thế giới đã sử dụng cái lò vaccine này. Thì tại Việt Nam chúng ta là nhập lò vaccine này và được cấp phép là đứng thứ 3 sau cái Astra và cái Pfizer để sử dụng ở trên Việt Nam. Thì tỉnh Quảng Ninh là tỉnh sử dụng đầu tiên và cái tỷ lệ bao phủ của Quảng Ninh tới nay là khoảng 60-70% dân số. Thưa quý vị, theo thông tin từ bác sĩ Dũng thì hiện nay Verocell đã được 70 quốc gia và vùng lãnh thổ sử dụng với hơn 800 triệu liều. Thực tế cũng đã chứng minh là vaccine này an toàn khi sử dụng. Và tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin mời bác sĩ Huỳnh Hữu Dũng và quý khán giả cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Thực hiện chiến lược miễn dịch cộng đồng tiến tới đẩy lùi dịch bệnh, 10 xã thị trấn của huyện Tân Trụ đồng loạt tổ chức tiêm vaccine COVID-19 cho người dân từ ngày 3 tháng 9 năm 2021. Huyện Tân Trụ phấn đấu tiêm ngừa đạt 100% kế hoạch trước ngày 10 tháng 9 năm 2021. Ban chỉ đạo huyện, Trung tâm Y tế huyện xây dựng phương án kế hoạch tiêm chủng vaccine chặt chẽ, chu đáo ở tất cả các khâu. Huyện Tân Trụ thành lập 21 tổ tiêm, 2 tổ cấp cứu lưu động và 1 tổ giám sát tiêm chủng. Tại các điểm tiêm chủng, người dân đến đúng khung giờ quy định, thực hiện nghiêm biện pháp 5K của Bộ Y tế.
Đi tiêm vaccine mũi toàn dân và gia đình em đã tiêm hoàn thành mũi 1. Đảng và nhà nước đã cho tất cả nhân dân được tiêm ngừa vaccine ngừa COVID-19. Khi đến điểm tiêm ngừa thì tôi rất là an tâm vì ở đây là đảm bảo được 5K. Không có vaccine nào là không tốt, cho nên chúng ta hãy nhanh chóng đi tiêm ngừa để mà ngừa bệnh cho mình. Năm nay đã 75 tuổi ở Bình Thạnh, xã Bình Tĩnh, huyện Tân Trụ, Long An. Tại người cao tuổi thì coi như sao qua cái tình hình dịch bệnh COVID cả thế giới thì gia đình tôi rất lo. Sau khi ổn định tiêm rồi về thì cơ thể rất là khỏe, không có phản ứng gì, chỉ hơi ê mình thôi. Do đó thì coi như cô bác bà con ai mà chưa tiêm nên cố gắng đi tiêm để là coi phòng chống cái COVID trong cộng đồng. Nhằm thực hiện mục tiêu bao phủ vaccine cho người dân trong thời gian sớm nhất, tạo miễn dịch cộng đồng để cuộc sống người dân sớm trở lại bình thường, huyện Tân Trụ đã chỉ đạo quyết liệt tập trung tăng tiến độ tiêm chủng vaccine ở những nơi có nguy cơ cao là xã Tân Bình, Đức Tân và thị trấn Tân Trụ. Tại thị trấn Tân Trụ, có ngày tổ chức tiêm chủng vaccine đến 10 giờ đêm. Huyện lấy lực lượng đảng viên tiên phong tiêm vaccine khi đến lượt mình không kén chọn vaccine. Qua 5 ngày tiêm chủng từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 9, huyện Tân Trụ đã tiêm được 46.726 trên 58.556 mũi tiêm, đạt 80%. Riêng thị trấn Tân Trụ đạt 90% kế hoạch tiêm chủng vaccine COVID-19 toàn dân. Ngay từ khi mà có chủ trương chỉ đạo quyết liệt của trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch trên địa bàn thị trấn Tân Trụ, thì thị trấn đã tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch và tiêm phòng vaccine cho toàn dân trên địa bàn thị trấn. Thì từ khi thực hiện kế hoạch thì thị trấn cũng đã chỉ đạo cho các mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội của thị trấn đi phát hành thư mời đến từng hộ dân để mời người dân ra tiêm phòng vaccine để đảm bảo cho kế hoạch. Rồi đồng thời thì các đoàn công tác của thị trấn cũng như là khu phố phối hợp, nếu những người hộ nào chưa ra thì tiếp tục vận động nói là tiêm vaccine từ sớm nhất là sẽ là vaccine tốt nhất, cho từ đó thì tạo được cái sự đồng thuận của người dân trên địa bàn thị trấn. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị là làm sạch địa bàn, không để phát sinh ca nhiễm mới, bên cạnh việc xét nghiệm PCR cho tất cả hộ dân để tách bóc F0 ra khỏi cộng đồng, thì tiêm chủng vaccine cho toàn dân kết hợp với thực hiện 5K là biện pháp hiệu quả để huyện Tân Trụ sớm đẩy lùi dịch COVID-19. Qua nội dung của phóng sự vừa rồi thì chúng tôi cũng thấy được sự khẩn trương và quyết liệt để thực hiện kế hoạch tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở huyện Tân Trụ. Và không riêng về huyện Tân Trụ mà hiện nay nhiều địa phương trong tỉnh Long An cũng đã đồng loạt tiêm vaccine cho toàn dân. Vậy xin bác sĩ có thể cho biết là tại sao vẫn còn một số ít người dân còn lo ngại khi tiêm ngừa vaccine COVID-19 không ạ? Thì theo tôi chắc có lẽ do tâm lý, một loại vaccine mà muốn triển khai cho người dân thì phải qua quy trình rất là nghiêm ngặt của hội đồng khoa học rất là cao của Tổ chức Y tế Thế giới, để người ta đánh giá dựa vào những cái luận chứng, những cái bằng chứng khoa học rất là nghiêm ngặt để mà hội đồng mới thông qua cho cái vaccine này được lưu hành hay là không lưu hành. Do đó thì WHO đã được cho phép lưu hành thì chúng ta an tâm cái loại vaccine này. Và nhân đây thì xin bác sĩ thông tin thêm về việc Tổ chức Y tế Thế giới đã đánh giá về vaccine Verocell như thế nào ạ? Cái loại vaccine Verocell này á, thì Tổ chức Y tế Thế giới á, thì đánh giá cái hiệu quả nó là khoảng 78,2%, nó hiệu quả bảo vệ tương đương với lại AstraZeneca. Thưa quý khán giả, có thể thấy vaccine Verocell hiện nay là một trong những loại vaccine phổ biến nhất trên thế giới. Vậy những đối tượng nào được tiêm loại vaccine này? Sau đây chúng tôi mời quý vị cùng nghe chia sẻ của bác sĩ Quỳnh Hữu Dũng. Theo cái tài liệu của Tổ chức Thế giới cũng như là tài liệu của hãng Sinopharm để mà sản xuất ra cái loại vaccine Verocell này thì được khuyến cáo là sử dụng tất cả các đối tượng từ 18 tuổi trở lên chúng ta được sử dụng. Có thể là như là người già, người bệnh nền hoặc là người phụ nữ mang thai cũng như là người phụ nữ cho con bú đều được tiêm cái loại vaccine này hết. Thưa bác sĩ, theo phân bổ của Bộ Y tế thì tỉnh Long An vừa tiếp nhận 500.000 liều vaccine Verocell. Được biết đây là đợt tiếp nhận vaccine Verocell lần thứ 2 của Long An.
4.000 liều của đợt 1 đã tiêm cho hơn 2.500 người Trung Quốc sinh sống trên địa bàn Long An. Vậy 500.000 liều vaccine mới tiếp nhận sẽ ưu tiên cho người dân ở các địa phương nào, thưa bác sĩ? Quan điểm của tỉnh Long An nhất quán, từ đầu đã xây dựng cái chiến lược tiêm vaccine cho toàn dân, tức là ưu tiên vùng đỏ tiêm trước rồi lan tỏa ra những cái vùng xanh. Thì trong đó đối tượng ưu tiên là thứ nhất á, là những cái đối tượng thuộc cái nghị quyết 21, tức là lực lượng tuyến đầu chống dịch của nghị quyết 21 của chính phủ. Thứ hai nữa là người cao tuổi trên 65 tuổi. Cái ưu tiên thứ ba là công nhân lao động trong các doanh nghiệp, nhà máy. Thứ tư là chúng ta mở rộng ra cái người dân ngoài cộng đồng. Đó là quan điểm mà của tỉnh ngay từ đầu đã xây dựng cái chiến lược vaccine toàn dân. Thì được sự quan tâm của Trung ương, Bộ Y tế đã tiếp tục phân bổ cho Long An 500.000 liều cái vaccine Varocell của hãng Sinopharm. Với nguồn vaccine này mới được phân bổ này thì sẽ giúp cho tỉnh chúng ta sớm hoàn thành cái chiến lược vaccine đã đề ra từ đầu. Tức là quan điểm của tỉnh trước sau như một, vaccine tốt nhất là loại vaccine mà được tiêm sớm nhất. Thưa quý vị, vừa rồi bác sĩ chuyên khoa 2 Quỳnh Hữu Dũng đã có những thông tin rất cần thiết về vaccine Varocell mà quý vị đang quan tâm. Và trước khi kết thúc nội dung chương trình hôm nay, bác sĩ có những khuyến cáo gì đến người dân, thưa bác sĩ? Trước tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp như hiện nay, thì vaccine nào cũng quý cả. Miễn là khi mà tiêm là bảo vệ được cái tính sinh miễn dịch kháng thể để mà chống lại cái bệnh đại dịch này. Vì thế chúng ta không cần ngại vấn đề vaccine là ở đâu, nước nào sản xuất hay là vaccine nào. Mà quan trọng nhất là chúng ta được tiêm, và tiêm càng sớm càng tốt để mà chúng ta tiêm, để mà chúng ta có cái kháng thể để chúng ta chống lại bệnh dịch. Những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Hữu Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Long An đã kết thúc nội dung chương trình hôm nay. Cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.